Tôi thử để một cái ý nghĩa để các anh có thấy chia sẻ không? Ví dụ ở sân Mỹ Đình chẳng hạn là có một cái khán đài mang tên ông Park Hang Seo, hoặc là một cái bức tượng ông ấy ở một cái vị trí nào đó, ở một cái vị trí mà có thể gắn với cái công trình thể thao hay là thế nào đó. Một khán Tôi nghĩ rằng là bởi vì đài. ông ấy là người duy nhất mà đã làm được việc này cho đến lúc này. Bởi Tất vì nhiên bây giờ chúng ta nếu soi xét là ông nào, người nào có công thì nhiều người có công lắm, đúng không? Nhưng mà với một cái vị như thế này, nó còn không những thế, như như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói với ông Tổng thống Hàn Quốc ấy, ông Park Seo rõ ràng là mới cầu nối rất tốt cho cái tình hữu nghị giữa hai dân tộc này. Thì đó 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 đó, đó tôi là nghĩ cái có xứng thể đáng sẽ là hoàn toàn xứng đáng. và có thể đã có ý tưởng đấy rồi, nhưng mà cái vòng loại cái U23 châu Á đã cận kề, thành ra là theo tôi cứ để phấn đấu tiếp không, cái đấy. Đó là cái việc Tương nó lai thì tương sau, lai thì tương lai nó là sau chứ. Sẽ có đấy. Nhưng tôi nói là có xứng đáng hay không ấy, tôi nghĩ là mọi quá chuyện xứng đáng, đều quá xứng xứng đáng. đáng, đúng không? Một bức tượng hoặc là nhiều bức tượng ở đâu đó, hoặc là những cái công chỗ dân danh rất là dự trang nghiêm, của một thành phố nào ở những đó, cái chỗ Hà trang nghiêm, Nội ở chẳng những cái hạn. chỗ mà luôn luôn để cho giúp cho các cổ động viên bóng đá Việt Nam, những người yêu thể thao Việt Nam, và kể cả những người dân thường Việt Nam nữa, cũng có thể có một cái sự tôn trọng dành cho ông thầy này là điều hoàn toàn có thể. Những bức tượng, đúng không ạ? Một khán đài, tôi nghĩ rằng là điều đấy hoàn toàn có thể, nhưng nó có vẻ như chưa có tiền lệ. Và cái sân vận động quốc gia Mỹ Đình ấy thì nó lại không hoàn toàn thuộc về quyền quản lý của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Nó không phải là một gọi là Không, chính cái phủ sân chỉ nhà thực đạo sự. là Thì Bộ Văn hóa Thể thao cái Du việc lịch này hoàn toàn là có thể làm được việc sẽ đấy. phải tính toán thêm. Nhưng tôi nghĩ rằng chi tiết này là chi tiết hoàn toàn có thể mà các địa phương hoàn toàn có thể làm được, tự chủ động làm được. Những con phố rất đẹp, Một những cái con phố phố sát với sân vận động chẳng hạn, nó hướng gắn với công đến trình sân thể vận động, thao. đúng không? Đúng rồi. Có một cái tên gọi là con tên phố dành cho ông Park Hang-seo, tôi nghĩ là hoàn toàn có thể. Cũng là chưa có tiền lệ đâu, bởi vì Chúng thực ta ra tiền lệ, là nhưng bây giờ nhé, có rất nhiều thứ trên đời này mà không có tiền lệ. Nhưng mà chúng ta không bắt đầu thì nó sẽ thì không phải bao giờ xảy ra chứ, nó nó phải phải xảy có ra cả, chứ, đúng không? Nó phải có một cái gì đó chứ. Tôi nghĩ là không dám nghĩ cái gì rộng, vì tên đường tên phố nó cũng làm cái gì nó liên quan đến danh nhân rồi những người có công rất lớn, rồi có rất nhiều cái điều luật quy định về chuyện đó, đúng không? Nó còn có về hội đồng nhân dân, hội đồng rồi quốc hội, vân vân. Thế nhưng với những công trình có tính thể thao hoặc là những công trình gắn liền với bóng đá thì hoàn toàn có thể. Tôi nói thật nhé, ngay cả một bức tượng ngay trong khuôn viên của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, tại sao không? Đấy, ví dụ như thế là mức đúng nhỏ rồi, nhất. đúng tôi, rồi tôi hiểu ý của anh Vũ, tức là những cái gì mang lại cảm xúc lớn lao, những cái gì mà mình có thể coi là lễ lừng, đúng không? Mà như này là lễ lễ lừng lừng rồi. bây giờ có ông huấn luyện viên nào dẫn đội tuyển Việt Nam vô địch cái cấp thứ Cả SEA nhì châu Á, thứ ba thứ tư gì ASEAN, rồi vô địch cả SEA Games, không có ai cả, không có ai cả. Đấy là một cách để nói là cảm ơn vì đã làm chúng tôi hạnh phúc. Nếu đúng rồi mà nói về một cái thời hoa lửa của nó Việt Nam thì chính là giai đoạn này, chứ còn thế nào nữa, đúng không? Đúng Đấy, rồi. và tôi nghĩ rằng là những cái chuyện như anh Vũ gợi ý là sẽ có đấy, nhưng mà sau khi về một thời gian ngắn chúng ta lại phải đá cái U23 châu Á thôi, thành ra có thể để sau cái đó Thường thì người ta làm cái mình điều sẽ đấy tính khi được. mà tri ân, ví dụ như là ông ấy không còn là gắn bó với chúng ta nữa, hoặc vì một lý do nào đó ông không, tức là ông ra đi chẳng hạn. Nhưng mà bây giờ ở thời điểm các đương nhiên tôi nghĩ là mọi người sẽ phải cân nhắc liên quan đến câu chuyện này như thế nào, bởi vì là câu chuyện riêng câu chuyện đặt tên đường chẳng hạn. Đặt tên đường thì thường là danh nhân văn hóa và lịch sử, và thường những người đấy là không còn sống nữa. Đúng rồi, Đấy, có những thì câu chuyện có này những quy khác định như chút. vậy, có những quy định thế. Do vậy nhưng mà thì thế tôi nói rằng là vinh danh ở ở một cái khuôn viên Ở một góc độ nào? ở góc độ nào của một đấy như Liên đoàn bóng đá ở cái sân tập của Liên đoàn bóng đá mang tên Park Hang-seo chẳng hạn, Hoàn toàn cái được. trung tâm huấn luyện quốc gia với cái Thì sân tập đặt cái tên cái trung tâm huấn luyện quốc gia của Liên đoàn nên là hoàn toàn phù hợp. cái đấy hoàn toàn xứng đáng, mà không phải là phải 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 xin quá nhiều cấp, đúng Đúng không? Ý rồi. kiến chẳng hạn, những cái đấy hoàn toàn có thể làm ngay. Đúng Còn về rồi, sau đúng nếu rồi. mà còn luật nó thay đổi, các điều luật nó thay đổi ra thì có thể mở rộng hơn thì vẫn có thể làm thêm cơ mà, Đúng đúng rồi. không? Thì đó là cái mà tôi nghĩ. Chứ còn nhé, nói thật, tặng nhà, tặng xe ô tô, tặng tiền thì nhiều người làm lắm, và Nó chắc chỉ chắn là sẽ vật chất có, thôi, và chỉ nhiều là lắm vật chất rồi, thôi. Và tiền nhiều quá cũng chẳng để làm gì. Đúng rồi, cái người ta được nhớ đến, đúng Giá không? Được người ta nhớ trị đến, phi vật thể hả? đúng không? Nó một cái tinh thần nó quan trọng lắm.